Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải của mình em ơi. Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này Khải sẽ show sẽ đồ của cao thủ top 2 đường Tống Kim ngày hôm nay. Đường môn anh em. Di Cô Chí 71 mạng. Cho anh em xem nha. Sẽ đồ của Chí như thế nào nha anh em. Nhìn đầu tiên thấy con ngựa anh em thấy ghê rồi chưa? Con ngựa sinh lực 500 điểm. Thôi biến tới vực bồn tiêu 500 điểm kháng cả 7 nè. Như Khải biết thì con này thì Chí có đấu thiên tử tuần trước anh em. Xong rồi Chí gia hạn hàng ngày anh em. Đó là con này thì gọi là con thời hạn anh em. Nếu mà con này mà vĩnh viễn nha, nếu mà Chí đang mang con này vĩnh viễn á thì con này đang trị giá hơn 20 triệu anh em. Nếu mà ạch này cái con ngựa này mà vĩnh viễn thì hơn 20 triệu nha anh em. Nhưng mà Khải biết thì cái con ngựa này thì Chí mua Chí gia hạn anh em, nên là con ngựa này gia hạn thôi. Thì con ngựa này mình không nói đến nha. Nếu mà có nói sai thì thông cảm anh em, tại vì con ngựa này thì Chí mua cách đây trước Tết rồi, cứ gia hạn hàng ngày thôi. Mà nếu con này vĩnh viễn là hơn 20 triệu nha mọi người. Anh em xem tiếp tục. Xe đồng bang cực phẩm, rồi giá trị 20 cực phẩm mất rồi. Nhẫn 27, nhẫn 30, 26 set đồ này được giá trị là mất rồi nè anh em. Nếu mà cái này là gọi giá trị tầm, nếu mà set đồ tầm trung nha, nếu mà set chung á thì nó chỉ giá khoảng 6-7 triệu. Còn set này là giá trị mất anh em. Set này Khải nghĩ bèo lắm cũng hơn 12 đến 15 triệu anh em. Tại vì giá trị này, giá trị mất này. Còn cái này chưa, nhẫn mất này. Ngọc bội nói chung là cũng gọi là tầm chung hơn chung chung tới gần mắt. Thì set này Khải nghĩ cho set đồng băng này phải hơn 12 triệu là cái ít nhất nào. Ít nhất set này phải hơn 12 đến 15 triệu. Đó. Còn nếu mà set mát hoàn toàn nha, set mát hoàn toàn thì Khải nghĩ 15 đến 20 triệu. Còn set này hơn chung hơn giá trị một tí thì set này Khải nghĩ hơn 12 triệu. Ở giá trị mát. Rồi nón, uầy, nón đẹp 25 20, sinh lực cao, nội thân pháp, sinh lực thân pháp. Nón này 25-20, chưa được mắt 40 làm chậm cho lắm, chưa được mắt 40 làm chậm nha. Rồi bao tây 23-20, sinh lực nỗ lực khá đẹp, thông pháp 2 khá là tiếc. Hai món làm chậm 20, những món làm chậm 20. Tiếp tục nè, đai lưng 25-20, trời ơi, toàn làm chậm 20 thôi mà phòng thủ khá là cao nha mọi người. Đó, đôi giày khá là ok, 37-19-30. Thì nói chung cộng lại 4 món phòng thủ, 4 món họ này thì anh này được 90 chậm nha em. Anh này được 90 chậm nha mọi người. 90 chậm được đôi giày 30 này, 20 20 20. Áo 1940. Áo 1940 này cũng giống như cái áo của gạch Bundy, nhưng mà anh này được sinh lực cao hơn, sinh lực khí 17 nè. Ui, áo này quá đẹp luôn. Áo này quá đẹp luôn nè. Cái nỏ này nỏ Tống Kim nè. Hiện tại đang mang nỏ Tống Kim 4595 để đánh Tống Kim. Tại vì vào Tống Kim là chỉ cần mang nỏ sát thương cao, sát thương 100% cao là quốc Tống Kim thôi em. Hiện tại theo Khải biết thì Chí đang sở hữu một cái nỏ tốc 20 sát thương 3x và thì phần trăm sát thương cũng hơn 60. Chí đang rao bán với giá là hơn 4 triệu. Anh em nào có mua thì cứ liên hệ Chí nha. Đây đây, còn cái này cái thứ hai của Chí. Đó, cái vừa coi lúc nãy là cái Tống Kim nha anh em, còn cái này là cái bơ căng ngôi. 30 35 30. Đó, cái nỏ này thì theo Khải thấy thì cái nỏ này trên giá bèo lắm phải 5 đến 7 triệu nè. Đó, nếu anh em nào mà gọi thiệt chắc chơi cái này cũng có thể giá là Khải nghĩ là trên giá 7 triệu ấy. 30 35 30. Quá ngon. Hơn khá đẹp. Nói chung là cái nỏ này Khải nghĩ nếu mà thiệt tình mua thì bèo lắm cũng từ 5 đến 7 triệu. Đó, thiệt tình mua nha nè. 5 đến 7 triệu cái nỏ này ấy. 30 35 30. Vừa rồi Hòn có mua một cây 30 30 41, thì nói chung mua có hơn 1 triệu mấy thôi, nhưng mà nó có 30 thôi nè. Cũng dùng hai chỗ này mà cái này 35 đẹp hơn. Rồi tính ra set đồ của Chí thì trung bình Khải nghĩ rồi. Cái nón này đẹp này, mà điều rất tiếc làm chậm 20 thôi nè. Nếu làm chậm 40 thì không nha. Nếu làm chậm 40, nếu mà cái nón này làm chậm 40 nè, thì cái nón này bèo lắm cũng 6-7 triệu. Đó, đai lưng này cũng vậy nè. Nếu mà làm chậm 40 luôn thì bèo lắm cũng 6-7 triệu một cái. Bao tay này cũng vậy anh em. Trời, ba món rất là đẹp luôn, mà rất tiếc là chỉ làm chậm 20 thôi. Khải nghĩ nếu mà làm chậm 20 thì cái nón này bèo lắm cũng được giá khoảng 3 triệu nè. Bao tay này cũng vậy, cũng 3 triệu, đai lưng này cũng hơn 3 triệu á. Nói chung là làm chậm 20 thì nó có giá chỉ khoảng một nửa của 40 làm chậm nè. Chỉ khoảng một nửa 40 làm chậm thôi. Đó. Tính ra sẽ đồ của Chí thì cái đôi giày này cũng khá là ngon, đôi giày này cũng hơn 3 triệu đấy. 45 kim hơn 45 50 kim á, ít thôi. Chung tổng set đồ thì cho nhẹ nhẹ món 3 triệu thôi nè. Đó, cái này là khả năng nhẹ thôi nha, còn có thể người mua có thể mua hơn một tí đó. Tại vì mình thích thì mình mua nè, mình kẹt thì mình mua, thì cảm giác mình thấy thích thì mình mua. Thì đó là theo giá Khải nói thôi. Đó, những món này thì bèo lắm cũng ít nhất phải 3 triệu một món. Quá đẹp. Chung set đồ Chí này trên dưới cũng gần 50 triệu nè. Trên dưới set đồ Chí gần 50 triệu. Cái áo này cũng khá đẹp nè. Áo này Khải nghĩ chứ nếu có tiền cũng không mua được, tại vì áo này nhìn đẹp quá nè, quá đẹp.
quá đẹp. Đúng rồi, đồ quá đẹp nhưng mà rất tiếc làm chậm 20. Cái này mà làm chậm 40 Khải nghĩ bèo lắm 6-7 triệu. Đó, theo chắc chắn với em luôn. Nếu mà làm chậm 40 nha, bèo lắm là một món phải ít nhất phải 6-7 triệu. Còn đây làm chậm 30 thì Khải nghĩ cũng trên dưới cũng 3-4 triệu một món đó. Này 1 này, 2 này, 3 này, 4 món này, quá đẹp luôn. Cho 4 món này bèo chung cái vũ khí nữa 20 triệu đi. Tất cả món đồng xanh này 20 triệu đi. Sẽ đồng bang này khoảng 15 đi. Rồi nói chung là tổng set đồ của Chí gần 50 triệu nè. Đó, cộng lại thì khoảng 45 thôi. Nhưng mà Khải nghĩ nếu mà thiệt tình mua thì khoảng 50 triệu tất cả. Quá ngon. Trời ơi, 47, 46 20, 50 nữa này. Trời nọ quá trời. Má nhiều nọ vãi. Anh em coi này, Chí này. Nọ này, nọ lúc đầu Khải soi này. Nọ thứ 20, 50 vãi rồi, tiếp tục 47, 46, đó, nọ tông kìm nè. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Sino cho Chí, Zico Chí một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Quá chắc.